Liên quan vụ hai người tử vong bất thường trong phòng trọ ở quận 7, chiều ngày 11 tháng 3, Công an quận 7 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Qua điều tra, Công an xác định hai nạn nhân là ông M, sinh năm 1976, ngụ thành phố Cần Thơ, trú quận 7, và em L, sinh năm 2006, ngụ quận 7. Theo đó, ông M có tình cảm và sống như vợ chồng với mẹ của em L. Cả ba người ở trọ trong con hẻm đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Em L làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà trọ. Ông M làm phụ hồ, còn mẹ của em L nội trợ. Quá trình sống chung, ông M và mẹ của em L hay mâu thuẫn do ông này thường xuyên ăn nhậu. Một tuần trước, người mẹ do cần làm giấy tờ nên về quê và phòng trọ chỉ còn hai người. Qua khám nghiệm, hai nạn nhân M và L có nhiều vết thương nghi bị đâm. Cạnh hai thi thể có một cây kéo dính máu. Qua điều tra, công an nghi cha dượng là ông M sát hại L bằng kéo rồi tự tử tại phòng trọ. Ngày 11 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Đen, 49 tuổi, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo đó, chiều ngày 9 tháng 3, Nguyễn Văn Đen cùng anh ruột Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Dũng và em rể Trần Duy Thiện, 54 tuổi, tổ chức nhậu tại nhà anh Sơn ở ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ Mới. Trong lúc nhậu, Thiện có mượn Đen 300.000 đồng để đánh số đề. Chiều tối cùng ngày, biết Thiện trúng số đề, đến khoảng 18 giờ, Đen đòi lại số tiền Thiện đã mượn, thì hai anh em xảy ra cự cãi, được mọi người can ngăn. Sau đó Đen được vợ đưa về nhà nằm nghỉ. Khi về tới nhà nhớ lại chuyện mâu thuẫn lúc nhậu nên Thiện bực tức lấy dao đuổi theo Đen. Thấy Thiện cầm dao nên Đen khống chế tước lấy cây dao, trong lúc giằng co, Thiện quơ tay khiến dao trúng mặt Đen làm chảy máu. Tức giận, Đen dùng tay đánh vào đầu Thiện làm Thiện té ngã rồi Đen bỏ đi. Một lúc sau, vợ Thiện phát hiện Thiện tím tái cơ thể nên truy hô. Đen cùng mọi người đến đưa Thiện đi cấp cứu nhưng Thiện đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngày 11 tháng 3, tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng, vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp, giữ chức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam kể từ ngày 10 tháng 3. Giao nhiệm vụ cho tân Cục trưởng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam sớm triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài để nhanh chóng khắc phục tình trạng ùn tắc đăng kiểm, đảm bảo hoạt động kiểm định xe cơ giới phục vụ người dân thuận lợi nhanh chóng. Huy động tối đa lực lượng đăng kiểm toàn quốc, khẩn trương tuyển dụng để bù đắp lực lượng thiếu hụt, tiếp nhận lực lượng đăng kiểm viên quân đội, công an chi viện. Sáng ngày 11 tháng 3, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an mở lớp tập huấn công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cho 167 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm bị quá tải. Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông thông tin, trong sáng ngày 11 tháng 3, Cục Cảnh sát Giao thông đã điều động 30 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đến các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội để làm nhiệm vụ ngay. Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát Giao thông đã ban hành kế hoạch tăng cường đăng kiểm viên trong lực lượng công an nhân dân cho các trung tâm đăng kiểm bị quá tải, trọng tâm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Để giải tỏa tình trạng quá tải đăng kiểm, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đã có kiến nghị chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải sớm bỏ kiểm định lần đầu đối với xe nhập khẩu và sản xuất trong nước. Ngày 11 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Minh Vẹn, ngụ xã Định Bình, thành phố Cà Mau, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, vào tháng 11 năm 2022, do không có tiền tiêu xài nên Vẹn đã điện thoại đe dọa bà L, không cho tiệm game hoạt động và yêu cầu đưa tiền bảo kê. Tuy nhiên, vợ chồng bà không chấp thuận. Lúc này, Vẹn đã nhiều lần sang cơ sở kinh doanh trên để rút phích cắm điện không cho khách vào chơi game và đe dọa đánh nhân viên. Trước hành vi trên, bà L đã nhiều lần đưa cho Vẹn hơn 7 triệu đồng để được yên ổn làm ăn. Vẹn từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Ngày 11 tháng 3, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết liên tiếp phát hiện một số vụ việc liên quan đến tàn trữ, mua bán, vận chuyển khí cười.
Cụ thể, khuya ngày 11 tháng 3, Công an phường Bình Thuận, quận Hải Châu kiểm tra cơ sở kinh doanh trên đường Hoàng Diệu do N, 30 tuổi, hộ khẩu thường trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, làm chủ, thì phát hiện một bình kim loại, một bao chứa 50 vỏ bóng còn nguyên chưa sử dụng, 19 vỏ bóng đã qua sử dụng, 4 dụng cụ dùng để đếm bóng, một bảng báo giá bán bóng cho khách, 82 chai thủy tinh chứa dung dịch nhiều màu. Công an phường lập biên bản niêm phong thu giữ số đồ vật tài liệu trên và mời 15 người, gồm 9 khách và 5 nhân viên, về đơn vị làm việc. Qua thử nhanh phát hiện 5 khách và 2 nhân viên dương tính với chất ma túy. Trước đó, khuya ngày 10 tháng 3, tổ tuần tra 8394 Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, một thanh niên bỏ chạy. Đối tượng còn lại là Tạ Hữu Lâm, 20 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Đắc La, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, bị tổ tuần tra tạm giữ cùng tang vật là 12 bình kim loại chứa khí cười, một tập giấy đóng 2 bịch bong bóng để bơm khí cười chưa qua sử dụng, 2 xe mô tô. Liên quan tới việc quần thể danh thắng Tam Chúc là một trong 12 di tích được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di tích quốc gia, ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa khẳng định, quần thể danh thắng Tam Chúc đáp ứng đủ tiêu chí xếp hạng di tích quốc gia sau quá trình thẩm định thận trọng khoa học. Quần thể này thuộc loại hình danh lam thắng cảnh. Theo bản đồ của quần thể danh thắng này, toàn bộ khu vực chùa Tam Chúc mới xây dựng, khu du lịch sinh thái Tam Chúc nằm trọn trong vùng lõi cần bảo vệ của danh thắng. Tuy nhiên, ông Thành khẳng định, công trình chùa xây dựng mới không được coi là yếu tố gốc, không phải là yếu tố có giá trị khi xét hồ sơ xếp hạng quần thể danh thắng này. Chùa mới xây cũng giống như những công trình khác như nhà dân, trường học hay công trình khác tồn tại trước khi quần thể được công nhận. Trong hồ sơ của quần thể danh thắng Tam Chúc, lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa cho biết cũng không đánh giá giá trị của chùa Tam Chúc mới với quy mô đồ sộ nhất Việt Nam đến cảnh quan toàn bộ khu danh thắng. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chỉ công nhận quần thể danh lam thắng cảnh Tam Chúc, không xếp hạng di tích lịch sử hay di tích kiến trúc nghệ thuật. Mặc dù trong quần thể danh thắng này có những công trình quy mô lớn, mới xây dựng cũng nằm trong quần thể này, lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa chia sẻ. Ngay cả những trụ cột của đội tuyển quốc gia đã sát cánh cùng huấn luyện viên Park Hang-seo trong 6 năm vừa qua, vẫn chưa ai là chắc chắn sẽ nối tiếp chuyến tàu do tân thuyền trưởng Philippe Strusser cầm lái. Trong buổi lễ ký kết với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho sứ mệnh nâng tầm và hướng đến mục tiêu tham dự World Cup trong tương lai gần, tân huấn luyện viên Strusser đã phát đi thông điệp chọn cầu thủ có phong độ tốt nhất ở thời điểm đó để tổ chức và xây dựng bộ khung cho đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Strusser đã triệu tập 22 cầu thủ đang chơi bóng trong nước. Đây là những gương mặt gạo cội của nền bóng đá, hầu hết đã tham dự AFF Cup 2022. Ngay trong đợt ra mắt đội tuyển quốc gia, chiến lược gia người Pháp đã thổi luồng gió mới khi ông trộn lẫn đội tuyển U23 và quốc gia Việt Nam thành một phiên bản thống nhất với những nhóm nhỏ đang xen giữa cựu binh và tương lai của nền bóng đá nước nhà để tập luyện trên cùng mặt sân. Nghệ thuật cầm quân của huấn luyện viên Strusser đã sớm tạo quy luật đào thải ở đội tuyển U23 và quốc gia Việt Nam, buộc các cầu thủ vận động không ngừng, phải thay đổi và làm mới chính mình. Cánh cửa lên đội tuyển Việt Nam luôn rộng mở cho tất cả cầu thủ.